Pansbook. Xin chào các bạn. Hôm nay Pansbook sẽ đồng hành cùng các bạn tìm hiểu về lịch sử và ý nghĩa của ngày 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ. Phần 1: Lịch sử ngày quốc tế phụ nữ. Lịch sử ngày 8 tháng 3 bắt đầu từ phong trào nữ công nhân nước Mỹ. Vào cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ, nên kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy, xí nghiệp để làm. Nhưng bọn chủ tư bản trả lương rất rẻ mạt, giờ giấc làm việc không có quy định, chỉ cần làm sao thu được nhiều sản phẩm cho chúng. Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8 tháng 3 năm 1899, các nữ công nhân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương và giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ nữ công nhân ngành dệt và ngành may tại hai thành phố Chicago và New York. Mặc dù bị bọn tư bản thẳng tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, bền bỉ đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của nữ công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt là phụ nữ ở nước Đức, một nước có nền kỹ nghệ tiên tiến lúc bấy giờ. Trong phong trào đấu tranh giai cấp lúc đó đã xuất hiện hai nữ chiến sĩ lỗi lạc, đó là bà Clara Zetkin, Đức, và bà Rosa Luxemburg, Ba Lan. Nhận thức được sự mạnh mẽ và đông đảo của lực lượng lao động nữ và sự cần thiết phải có tổ chức, phải có lãnh đạo để giành thắng lợi cho phong trào phụ nữ, nên năm 1907, hai bà đã vận động thành lập Ban Thư ký Phụ nữ Quốc tế. Khi ấy bà Clara Zetkin được cử làm bí thư. Vào năm 1910, Đại hội Phụ nữ Quốc tế Xã hội Chủ nghĩa họp tại thủ đô nước Đan Mạch đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: ngày chỉ làm 8 giờ, việc làm ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó ngày 8 tháng 3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là ngày biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới, đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng. Có thể bạn chưa biết, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 cũng tương tự như ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 là ngày tôn vinh và thể hiện sự yêu thương và trân trọng phái đẹp, bởi trong quá khứ, hiện tại và tương lai, phụ nữ luôn là một phần không thể thiếu và mang đến những cống hiến to lớn cho xã hội. Ngày 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc. Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phụ nữ cũng góp phần không nhỏ vào chiến thắng của toàn bộ dân tộc. Từ những nữ dân quân tự vệ, những cô gái mở đường tự nguyện tham gia cách mạng, các bà, các mẹ, các chị đã gia tăng sản xuất phục vụ kháng chiến, đến những bà mẹ Việt Nam anh hùng coi bộ đội như con, sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để quân ta có cơ hội chiến thắng. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1965, đánh giá cao cống hiến của phụ nữ miền Nam, Đảng, Chính phủ và Bác đã tặng bức trướng thêu 8 chữ vàng là anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Bên cạnh đó, nhà nước còn tặng phụ nữ miền Nam huân chương thành đồng hạng nhất. Đến ngày 4 tháng 10 năm 1997, Chính phủ Việt Nam đã có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Việt Nam. Và cho đến hiện nay, các hủ tục lạc hậu hay những tư tưởng trọng nam khinh nữ đã và đang dần được cải thiện tại Việt Nam. Trong ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, đàn ông Việt Nam sẽ tặng những người phụ nữ xung quanh mình những món quà, đóa hoa, bữa tiệc lãng mạn và những lời chúc tốt đẹp. Phần 2: Ý nghĩa của ngày 8 tháng 3. Khi sự bất bình đẳng giới vẫn còn phổ biến ở một số nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn luôn chịu thiệt thòi, vất vả, thậm chí là phải chịu đựng các tệ nạn xã hội như mại dâm, quấy rối. Ngay tại những nơi nam nữ bình đẳng nhất, cũng không thể tránh khỏi việc phụ nữ phải âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, trong 365 ngày, phụ nữ xứng đáng được có riêng một ngày để nhận được sự quan tâm và tôn trọng hơn từ một nửa còn lại, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình. Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại. Họ vừa là người nội trợ trong gia đình, hy sinh và giữ lửa cho tổ ấm. Họ cũng vừa tham gia lao động và đóng góp cống hiến sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước. Từ nữ doanh nhân thành đạt đến các nữ nghệ sĩ, người truyền cảm hứng, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Dưới sự đấu tranh không ngừng cho bình đẳng giới mà biểu tượng là ngày 8 tháng 3,
phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp, chứ không còn là phái yếu như trước kia. Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Times Book xin gửi đến những người phụ nữ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực để luôn xứng đáng với 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Qua video hôm nay chúng tôi chia sẻ đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngày quốc tế phụ nữ. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để ủng hộ cho Times Book có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Times Book, sách và phát triển bản thân.